Em rất là mừng ạ. Cũng không nghĩ là mình sẽ giành chiến thắng cách biệt là với lại số 2-0. Tại vì các bạn đội Thái cũng là các bạn rất mạnh. Là cả đội đã có một tinh thần đoàn kết và hô hào nhau để có một kết quả tốt như này ạ. À, em hướng tới mục tiêu giành 4 điểm và được vào lọt vào vòng bán kết ạ. À, thì bọn em cũng chỉ đoàn kết nhau thôi ạ. À, và giữ vững được tinh thần của ngày hôm nay để hướng tới ngày trận của tiếp theo.